Chào các bạn, tiếp tục với một vòng đấu vừa diễn ra cách đây vài ngày. Trận cờ giữa Vũ Quốc Đạt và Đặng Cửu Tùng Lân ở giải giao hữu chuẩn bị cho SEA Games 31. Trong trận, Vũ Quốc Đạt đã phi tường, Lân đã xí giấc pháo, rồi Đạt binh ba tiến một trước, Lân nhảy mã ra cánh biên như là một lựa chọn thường tình. Rồi Đạt mã quăng lên, Lân đưa xe lộ diện đuổi pháo ngay, xe của Đạt đã theo mà giữ căn. Tới đây, Lân đã nhanh nhẹn ngũ lục pháo, Đạt dùng xe còn lại khởi hoành gấp, Lân cũng nhanh chóng để phát triển cánh còn lại, Đạt lấy xe một mạch điều sang quả cung đuổi pháo trước, Sĩ Dương rồi lập tức lấy xe tiến kỵ hạt đối phương. Đường cờ của Tây tướng trẻ tới từ Bình Định tỏ ra quyết liệt và khẩn trương, với dụng ý rõ ràng dùng cờ tứ quân để tạo ra sức ép rất lớn về cánh trái đối phương. Nhưng cũng chẳng hề ngoại lệ, mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó cả. Cánh trái cũng vì vậy mà trở nên mỏng yếu hơn, Lân lấy xe để xuất trần đuổi pháo, mã lập tức đã quải giác giữ căn ngay, rồi cũng dũng mãnh để tiến gấp binh ba, tức là bỏ trắng cho Đạt. Nhưng nếu như Đạt ra tay cũng phải là quá vội vàng, Lân vẫn còn thủ pháp là quăng thưởng ra cánh biên đuổi xe trước, xe tháo chạy bất kỳ cửa nào hoặc là đưa về hình cửa cũ chẳng hạn. Xe của Lân lúc này cũng chỉ cần khép vào đường sườn, chọc mã quải giác và tạo ra một điểm đánh, hoàn toàn có thể phản kích và chơi ngang ngửa. Bởi vậy, lựa chọn trong thực chiến của mình, Đạt rất cảnh giác về biến đi này, mà anh đã dùng hữu pháo mà phong xa đối phương. Lân vẫn vậy, dương tưởng lên, một là giữ chốt, hai là chuẩn bị đưa xe này khép vào đường sườn. Đạt đã chuẩn bị từ trước, lấy pháo để khép trước, Lân vẫn theo xe mà truy đuổi. Sĩ bổ lên rồi lại tiếp tục đưa xe về hình cờ cũ, đơn giản nhưng đủ để gây khó khăn cho Vũ Quốc Đạt. Tiếp theo chỉ cần lấy xe này tiến áp cửu, chọc mã. Kế vây ngụy cứu triệu này giúp Lân có thể gặt hái được một thành công nho nhỏ, chính là xe 8 có đường để khai thông ngay. Còn tới đây, lựa chọn trước của Đạt lấy pháo tạt đường 8 ngay và Lân vẫn bình xe để truy đuổi. Hơn ai hết, cả hai vị là người hiểu rõ việc này là được phép, bởi vậy Đạt không muốn hòa cuộc trên tư thế của người tiên thủ. Lập tức đã thay đổi hình trận, rời pháo này về vài nước, giữ mã ngay, và Lân cũng nhanh chóng đưa xe để thoát lên tuyến trên, kỵ hạ đối phương, trời ngang ngửa. Đạt lấy pháo 8 bình 7, Lân cũng dùng ngựa để xung trần, Đạt cũng dùng mã để quăng lên ngay. Nhưng quân mã này có thể thấy là rất khó khăn để di chuyển. Lân đã ra sức mà đánh đuổi, mã cùng đường phải quay về, rồi lại tiếp tục dùng mã này đạp thẳng vào chốt, khơi mào cho một sức ép chẳng hề nhỏ vào cánh trái đối phương, như đã bàn luận là tâm điểm của Đặng Cửu Tùng Lân. Nhưng tay cờ Vũ Quốc Đạt cũng chẳng phải là vừa vặn, bỏ mặc tất cả nguy cơ để dùng pháo này tiến thẳng qua, đối công quyết liệt, dùng pháo đe trực tiếp vào trung lộ là âm mưu hiện hữu. Nhân tiền còn kích đầu xe, Lân cũng hoàn toàn phớt lờ lấy pháo chìm đáy. Một là đưa mã của đối phương vào hiểm cảnh khó đi. Hai là chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt oanh tạc của xe pháo mã liên công. Đạt đã ra tay trước, pháo nổ chốt, tướng xuất cung, rồi đổi gấp chủ lực, mã quay về. Rồi lúc này làm gì, Đạt lại rời xe một, đấu đổi. Đương nhiên không thể nào chấp nhận. Mã của Đạt mà quăng lên, kể cả về hàng tiền tấn công lẫn phòng thủ, Đạt đều thường ưu hơn đối phương rất nhiều. Về sức tiến công, mã này thì lăm le cửa hà, hoàn toàn có thể đạp lấy chốt, không thể nào ngăn cản. Mã quăng cánh biên, binh biên này cũng mất mạng, những thực lợi dần dần mất đi. Chưa kể, binh năm cũng là một lợi thế rất quý giá ở thời điểm này. Còn về hàng tiến phòng thủ, sĩ tưởng toàn, chẳng những vậy, còn có một quân tưởng bất đắc dĩ thứ ba. Pháo đứng cửa này, gần như Lân sẽ phải bất lực hoàn toàn đứng trước một hàng tuyến phòng ngự kiên cố kiểu này. Bởi vậy, tính toán chỉ có thể là rời xe tháo chạy, nhân tiền đuổi pháo đối phương. Đạt nhanh như cắt, dùng pháo này nổ thẳng ra chốt, đánh đuổi ngược. Binh tiến một đánh bất trả như là một lựa chọn thường tình. Nhưng chẳng thể nào ngờ được, Đạt lại dùng pháo để thoát thân, nhân tiền đe vào sức tường. Tới đây, Đặng Cửu Tùng Lân đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Nếu như tìm cách để giữ tường, chỉ có thể dùng mã 8 tiến 7. Lúc này, Đạt chỉ cần đảo xe một nước, đuổi pháo. Pháo phải tạt đường biên, lộ tháo chạy còn lại. Cũng vì vậy mà thể tiến công đã chẳng còn. Chưa hết là sau một nước xe của Đạt, Lân hoàn toàn vỡ trần, tướng phải tiến. Rồi tiếp tục ủi chốt qua hà. Xe này chỉ có thể tranh thủ bắt chết pháo đối phương, cưỡng cầu thêm một lúc. Nhưng pháo này chỉ cần tạt vào, phế pháo trước, binh ủi thẳng,
Rồi tiếp theo chỉ cần mở đường sức ngựa này xuống trần, hình cờ này mà tiếp diễn, lần tất nhiên không thể nào trụ thêm được bao lâu. Bởi vậy, chỉ có thể là bỏ mặc tất cả để triển khai phương án tiến công như đã dự liệu từ ban đầu. Lần phi mã ngòa tàu, đè sát cục, Đạt làm gì, vỗ pháo vào tường, mời tướng tiến. Rồi cũng lập tức tìm cách đối phó đòn hiểm của đối phương. Phương án chính thức là anh lấy pháo này để kê mặt chiều tướng tiếp. Tới đây tất nhiên là không thể nào đưa xe di chuyển, đòn rút chiều ít nhất là thiệt mạng mã biên thì tiến công hoàn toàn tan tác. Và thứ hai cũng chẳng thể nào dương sĩ pháo đứng cửa này mất mạng, và Đạt có quyền đến đưa tướng xuất cung hoàn toàn bình an vô sự. Bởi vậy chỉ có thể lấy pháo để kê cản. Vậy là sau nước cờ này, gần như thắng bại đã rõ ràng. Chẳng những Đặng Cửu Tùng Lân hoàn toàn tiêu tan về ý đồ tiến công, cho dù mã có nhảy chiếu, đối phương cũng chỉ cần đưa tướng để xuất trần mà không hề hấn chút nào. Còn Đạt thì tiến công lại như thác đổ, rời pháo một chiều tướng ngay. Tướng quay về thì quá vội vàng, Lân chỉ cần lấy xe tả sang một nước, kiểu gì cũng thiệt hại vô số kể. Nguy cơ thứ nhất là đe sát cục, và thứ hai là đang còn tìm cách chốc lấy mã lẫn pháo phía trên. Bởi vậy nhảy để chiều trước, tướng xuất cung rồi tìm cách để hóa giải, chỉ có thể là dương sĩ lên, pháo này tiến một, sĩ phải dương rồi tiếp tục tấn thẳng xe, tướng tiến. Rồi tới đây lại tìm cách để bắt xe trước, xe này còn đúng ba cửa, nhưng nếu như hoặc là tiến một hoặc là tiến ba đều bị mã ba tiến bốn và bắt chết ngay. Tại vì nước ngựa này hiểm ác ở chỗ ngoài tác dụng bắt xe còn đe sát cục, bởi vậy chỉ có thể lấy để tiến hai nước. Mọi chuyện vẫn vậy, mã quăng lên, đen lập tức phải quy hàng. Nước cờ này vừa thứ nhất là đe sát cục, mã nhảy chiếu rồi cắm xe, và thứ hai là sau nước ngựa này xe đen cũng chẳng thể nào toàn mạng. Bởi vậy chúng ta mới có thể lý giải nước thổi pháo của Đạt rất cao, để bắt buộc rằng Đặng Cửu Tùng Lân phải dương sĩ lên. Kinh thành cũng vì vậy mà tan tác, xe của Đạt đã tấn thẳng hai nước đuổi xe. Sau khi Lân lấy xe này tiến thẳng hai nước, Đạt đã nhảy mã lâm trần. Âm mưu hiểm ác này vẫn hoàn toàn có thể thi triển. Lựa chọn trước của Lân, nhảy mã chiếu tướng xuất rồi chủ động đưa tướng thối lui tháo chạy trước, nhưng tình hình cũng chẳng khả quan chút nào. Mã chỉ cần nhảy lên đuổi xe, xe phải tiến một, còn nếu như rời về hai nước kiềm hãm thì mã nhảy chiếu và xe cửa này cũng mất mạng. Còn tới đây xe ủi thẳng vào sĩ, chưa bao giờ cuộc cờ lại đơn giản tới như vậy. Việc tiếp theo chỉ cần lấy mất sĩ còn lại là sát cục, bởi vậy chỉ có thể dương sĩ đánh trà, xe tả sang đuổi bắt mã. Và Lân tới đây đã tự động mà buông cờ, còn cho dù tướng vào trung lộ vẫn vậy, xe tiến thẳng, sĩ thoái, đột kích thẳng vào, tướng tiến, nhảy mã, tướng leo lầu, rồi móc đáy để kết liễu ngay. Có thể nói là một trận đấu với những đường cờ tấn công rất đẹp mắt của Tây tướng trẻ Vũ Quốc Đạt. Còn thực ra, quay trở lại một vài nước, chúng ta nếu như luận kỹ càng, vẫn còn một cách mà tựa chừng Lân có thể kéo dài cuộc chiến thêm ít lâu. Tức là sau nước tiến xe này, Lân hoàn toàn có thể nhảy mã chiếu trước, tướng phải xuất, rồi dùng pháo cuột thẳng vào sĩ. Tất nhiên là Đạt không thể nào lấy sĩ này tiêu diệt, tại vì pháo này mất mạng và Lân vẫn còn cơ hội chống trả. Và việc này cũng nhân tiện dùng pháo để giữ lại xe, nhưng Đạt vẫn còn thủ pháp khác, rời pháo về hai nước tiếp tục đánh đuổi. Bắt buộc là xe của Lân tiếp tục phải tiến hai, rồi Đạt vẫn nhảy mã cửa hà, đe nhảy chiếu, bắt lấy xe, tướng phải vào trung lộ, đổi pháo trước, pháo này quay về, ủi thẳng vào sĩ. Mặc dù đây là phương án có vẻ như tốt hơn lựa chọn trong thực chiến của Đặng Cửu Tùng Lân, nhưng thế quân vẫn lép thê thảm, Đạt vẫn có thể sớm để ca khúc khải hoàn. Còn video này đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn.